Mình đã bán cái chiếc iPhone 15 Pro Max này và điều mình làm tiếp theo đó chính là mua iPhone 16 Pro Max. Trước khi đi vào chi tiết video thì Clickbuy hiện tại đang có cái sự kiện khai trương cộng mở bán iPhone 16 vào 8 giờ ngày 26 tháng 9, giảm giá lên tới 70% cho tất cả sản phẩm và sẽ có những cái suất giảm giá đặc biệt chỉ áp dụng cho 3 suất đầu tiên trên mỗi sản phẩm, như 15 Pro Max bình thường là 29 triệu thì vào cái dịp này nó chỉ còn khoảng là 28 triệu thôi và chỉ dành cho khách mua tại cửa hàng khai trương, giá thì sẽ áp dụng cho tất cả các màu luôn. Ngoài ra, với 100 khách hàng đầu tiên khi mà mua hàng với giá trị trên 1 triệu rưỡi thì sẽ được tặng thêm một cái sạc dự phòng Xiaomi 10.000 mAh. Cái này thì sẽ được áp dụng tại cửa hàng khai trương 375 Cầu Giấy, Hà Nội. Thật sự là nó hơi khó xử tại vì cách đây khoảng 10 ngày thì mình có làm video bảo rằng là mình sẽ không mua iPhone 16 Pro Max, phân tích ra rất là nhiều lý do các thứ này kia. Đấy là dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Thì bây giờ mình lại mua iPhone 16 Pro Max. Tất nhiên, điều gì nó cũng là có lý do của nó cả và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video để tìm hiểu em nó nhé. Đầu tiên, đó chính là anh Dương muốn mua cái chiếc máy này các bạn à. Như các bạn đã biết thì mình làm trên kênh Dương Dê cũng khá là lâu rồi và thi thoảng thì vẫn hay xuất hiện trên những video test game của kênh Dương Dê. Đấy, thì anh Dương muốn mua cái chiếc iPhone 15 Pro Max này để dùng. Và quan trọng nhất là gì? Hiện tại thì anh Dương đang có sử dụng một cái chiếc máy iPhone 13 với bộ nhớ là 128GB. Tuy nhiên thì tính cho đến bây giờ này, nó đã hết dung lượng rồi, nó không còn bộ nhớ để mà lưu trữ thêm bất kỳ một cái gì nữa. Nên nếu như anh ấy sao lưu cái dữ liệu đâu đó rơi vào khoảng gần 128GB như vậy sang một cái chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB thì tức là anh ấy cũng chỉ còn có 128GB nữa thôi và nó sẽ không thể nào đủ cho anh ấy sử dụng đâu đó là tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa. Thì anh ấy thấy mình đang sử dụng một con iPhone 15 Pro Max với bộ nhớ là 512GB. Đó là lý do tại sao mà anh ấy cứ bảo rằng là thôi mày bán cho anh đi. Nói chung là ban đầu ấy là anh ấy muốn mua là mình cũng chưa có ý định bán đâu, tại vì đùng một cái bây giờ bán iPhone 15 Pro Max thì lấy gì mà dùng, mà bây giờ muốn đặt hàng con iPhone 16 Pro Max thì nó khó vô cùng các bạn à. Nó đã qua những cái đợt đặt hàng đầu tiên rồi và mình thì mình chỉ mua máy VNA để mà có bảo hành cái thứ này kia, chứ còn đợt đi Thái Lan vừa rồi là mình chỉ có mua hộ thôi. Nhưng sau một hồi cũng dò xét và hỏi được thì cuối cùng là cũng có được một cái chiếc iPhone 16 Pro Max với bộ nhớ 512GB màu titan sa mạc sẵn hàng để mà chốt. Đấy, thì mình mới quyết định là bán cái chiếc iPhone 15 Pro Max này cho anh Dương với mức giá thì chỉ tầm khoảng là 26 triệu thôi. Và khi bán cái chiếc máy iPhone 15 Pro Max này thì thật sự là mình thấy cũng rất là tiếc, chứ con máy này nó gần như mới, nó không có một vết trầy xước nào cả. Và trong video đánh giá iPhone 15 Pro Max sau một năm sử dụng ấy thì mình cũng có nói rằng là chính vì cái việc là nó được nâng cấp lên cái khung viền titan này cho nên là cái việc mà kiểu bị xước dăm, bị tróc sơn thứ này kia ấy, nó gần như không còn nữa. Dùng một năm rồi nó vẫn mới keng, không có một vết xước dăm nhỏ nào các bạn nhé. Cho nên với một con máy đã qua sử dụng mà có hình thức như mới 100% thế này thì thật sự là khi bán cũng tiếc lắm. Tại vì rõ ràng là nó đáp ứng cái nhu cầu của mình rất tốt và đôi khi thậm chí là mình thấy nó còn thừa, nó còn vượt xa hơn so với nhu cầu của mình nữa cơ. Nên là thành ra nó cũng khiến cho mình phân vân rất là nhiều. Nếu như iPhone 16 Pro Max mà không có hàng thì chắc là mình cũng sẽ không có nâng cấp lên đâu. Mình sẽ giữ lại con iPhone 15 Pro Max này để mà dùng thôi. Cực chẳng đã thì thôi, có máy thay thế cũng không có lý do nào từ chối anh Dương được. Nên là phải chấp nhận. Chứ các bạn nghĩ xem, bán con máy này 26 triệu mà mức giá cho cái bản 512GB Titan sa mạc của iPhone 16 Pro Max ấy, nó đang rơi vào khoảng là 41-42 triệu, thì chúng ta phải bỏ ra số tiền là rơi vào đâu đó khoảng 15-16 triệu nữa. 15-16 triệu nữa, trời ơi. Trong khi là để làm gì? Rõ ràng luôn ấy, nếu như mình thấy thật sự là mình cũng không biết là làm gì cho ra 15-16 triệu ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là mình có cái số tiền đó để mình nâng cấp lên, nhưng mà rõ ràng khi nâng cấp lên như thế mình được cái gì? iPhone 16 Pro Max nó là món đồ mình muốn chứ không phải là món đồ mình cần. Tuy nhiên thì suy cho cùng ấy, thì sau khi mà tìm hiểu sâu hơn về cái con iPhone 16 Pro Max này thì mình cũng thấy rằng là ok, tức là tiếp tục sử dụng iPhone 15 Pro Max thì vẫn ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như có nâng cấp lên iPhone 16 Pro Max thì nó cũng có những cái điểm đáng giá. Ví dụ như bên ngoài thì nó sẽ không có cái sự thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên với những cái nâng cấp bên trong, mình thấy rằng là iPhone 16 Pro năm nay là nó có những cái thay đổi rất là đáng kể. Kích thước bo mạch chủ trên iPhone 16 Pro giờ đây nó cũng sẽ là nhỏ hơn và có mặt độ cao hơn so với iPhone 15 Pro. Giữa màn hình và bo mạch chủ nó sẽ có thêm một cái khung kim loại. Đây là cấu trúc nhôm mạ than chì mới nhất của Apple. Và theo như Apple công bố thì hiệu suất tản nhiệt sẽ được cải thiện lên gấp 5 lần. Thì xét về cái quá trình sử dụng với cái chiếc iPhone 15 Pro Max này, nhiều lúc mình thấy nó nóng không cần thiết với những tác vụ nó thường ngày. Cho nên khi xét quay lại một cái chiếc máy như là iPhone 16 Pro Max
đây là mình thấy là một cái sự nâng cấp rất đáng kể. Còn mình thì thực ra mình thấy rằng là cái việc mà Apple không thay đổi thiết kế bên ngoài nó không ảnh hưởng tới cái quyết định mua của mình, vì cơ bản ấy là cái thiết kế của iPhone ở thời điểm hiện tại theo như mình thấy là nó đã quá đẹp rồi, chỉ cần cải tiến nhỏ thôi, phần viền mỏng hơn như thế là được rồi. Đấy, và nhẹ hơn nữa. Nếu như mà iPhone 16 Pro Max thay đổi thiết kế nha, ngay lập tức cái con iPhone 15 Pro Max của mình là nó không còn giữ giá được như hiện tại đâu. Tại vì thiết kế mới trên iPhone 16 Pro Max nó sẽ làm cho cái con iPhone 15 Pro Max này nó bị lỗi thời. Đấy, và một người mà đã bỏ ra số tiền lên tới là 40 mấy triệu như thế để mua một cái chiếc điện thoại mà chỉ sau một năm thiết bị của mình đã lỗi thời là điều không thể nào chấp nhận được. Tại vì rõ ràng đây là một cái thiết bị cao cấp, 40 mấy triệu mà các bạn còn bảo là ít tiền nữa thì mình không biết là bao nhiêu là nhiều cả. Và tất nhiên thì mình cũng là một người đắn đo suy nghĩ nhiều khi mà quyết định bỏ ra một cái số tiền lớn để mà mua một cái chiếc điện thoại như vậy. Nhưng mà rõ ràng đây là nghề của mình nên là mình cũng có những cái suy nghĩ nó thoải mái hơn so với đại đa số nhiều người kiểu mua điện thoại về chỉ có để nghe gọi hoặc là chỉ để dùng những tác vụ thường ngày, chỉ đơn giản là tiêu sản. Còn mình đối với một cái thiết bị điện thoại như thế này nó là tài sản. Việc mà bây giờ ok có thể là bỏ ra 15-16 triệu như thế để mua cái chiếc iPhone 16 Pro Max mới, tuy nhiên thì mình sẽ có thể kiếm lại nó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Tại vì nó sẽ giúp ích được mình rất là nhiều. Làm về những cái chủ đề iPhone thì được cực kỳ nhiều người dùng quan tâm, nên là việc mà mình luôn update đời mới nó cũng là cần thiết. Chưa kể iPhone 16 Pro Max năm nay nó còn có những cái nâng cấp khác, ví dụ như là về con chip, về camera, về pin, về loa. Thì khi mà cộng dồn lại tất cả những cái điểm nâng cấp như thế thì mình thấy là nó hoàn toàn là hợp lý và chấp nhận được. Không biết các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.